Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là mặt hồ Bà Mụ thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Cái vị trí tôi đang đứng ở đây là ngay đường Vành Đai, hồ Bà Mụ anh chị ha. Thì mọi bữa thì anh chị hay thấy tôi quay video về đường Vành Đai của hồ Suối Giai. Thì hôm nay tôi làm một cái video về đường Vành Đai hồ Bà Mụ anh chị ha. Đây là hồ Bà Mụ này. Trên hồ Bà Mụ thì có một cái khu du lịch sinh thái Đảo Yến này. Đó, Đảo Yến Sơn Hà này. Thì cái hồ Bà Mụ này nó có một cây cầu đang làm rồi anh chị nhá. Thì một chút nữa tôi sẽ lên tôi quay cái cây cầu ấy cho anh chị xem. Đây tôi đang đứng ở góc này là góc giữa hồ Bà Mụ. Đó, hồ Bà Mụ thì nó nhỏ hơn hồ Suối Giai anh chị nhá. À, đây tôi quay một góc này. Để cái video chút nữa tôi lên trên kia tôi quay một cái video về cái bên đấy, góc bên đó, cái cầu đang làm băng qua cái hồ này luôn này. Anh chị nhá. À, anh chị ha. Tôi nhắc lại một lần nữa nhé, cái mặt hồ anh chị đang xem đây là hồ Suối Giai thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Đó, kế bên hồ này nó có khu du lịch Đảo Yến này. Đó, và cái đường Vành Đai người ta đang khởi công rồi, cái cầu bên kia người ta cũng đang làm. Để video sau đây tôi quay cho anh chị ha. Anh chị ha. Đó.